kính thưa lãnh đạo các ban ngành, kính thưa các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các quan khách có mặt trong nhà hát Hòa Bình ngày hôm nay, kính thưa các anh chị nghệ sĩ và hơn 2.000 khán giả tại nhà hát Hòa Bình và khán giả cả nước đang theo dõi chương trình nghệ thuật Trái Tim Nhân Ái tôn vinh gương mặt đại sứ nhân ái 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh Nhân Dân. Là một trong chương trình mang tính nhân văn và được công ty truyền thông giải trí HKT tổ chức thường niên một năm một lần, nhằm tôn vinh những tấm lòng vàng và những gương mặt đại sứ nhân ái trên 64 tỉnh thành của đất nước Việt Nam. Năm 2009, cũng tại nhà hát này, chúng tôi đã tôn vinh 16 gương mặt đại sứ nhân ái, một năm qua 16 đại sứ nhân ái đã cùng ban tổ chức đi đến các nơi có những hoàn cảnh khó khăn để trao hơn 1.000 phần quà và trên 500 triệu đồng cho các tỉnh có những hoàn cảnh khó khăn. Và năm nay ban tổ chức cũng hân hạnh tôn vinh 10 năm gương mặt đại sứ 2020 để cùng ban tổ chức chung tay chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trên 15 tỉnh thành mà các đại sứ được tôn vinh. Những ngày qua, cơn bão đã đổ bộ vào miền Trung, làm cho các tỉnh miền Trung gặp rất nhiều khó khăn, người dân là gặp rất nhiều khó khăn, không có thể mà di chuyển được nhiều. Và những ngày qua, báo chí, truyền hình và truyền thông đưa tin rất là nhiều mặt thường quân, nghệ sĩ, anh chị em nghệ sĩ đóng góp rất là nhiều tiền của để ủng hộ đồng bào miền Trung, cũng như công ty HKT cũng sẽ dành mọi cái sự quyên góp trong đêm hôm nay ủng hộ và hướng về miền Trung. Ngay vào ngày mai, ban tổ chức sẽ cùng đại sứ của tỉnh Quảng Trị bay ra miền Trung để làm cái chương trình ủng hộ và giúp cho những người nghèo ở miền Trung. Và yêu ái nhất là bốn tỉnh là Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Không biết nói gì hơn, hơn chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các anh chị em nhân dân, anh chị em nghệ sĩ đã đồng hành với công ty HKT và chung tay với công ty làm những chương trình thiện nguyện. Không chân thành cảm ơn.